Thưa quý vị và các bạn, 10 năm trở lại đây, hàng trăm hộ dân ở xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc gặp nhiều khó khăn trong việc sản xuất vì nhiều diện tích đất nông nghiệp bị xâm nhập mặn, buộc phải bỏ hoang. Trước thực tế này, các ngành chức năng cần có giải pháp để ngăn chặn xâm nhập mặn, trả lại đất cho sản xuất nông nghiệp. Với diện tích hơn 2.000 mét vuông đất nông nghiệp trồng lúa, hàng năm đem lại thu nhập ổn định cho gia đình ông Phan Văn Việt, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc. Thế nhưng hơn 10 năm nay, diện tích đất này đã bỏ hoang do nhiễm mặn. Ruộng nhiễm mặn và bị bỏ hoang không canh tác đã gây ảnh hưởng đến sinh hoạt đời sống của người dân. Trước đây thì đất này là đất mình trồng lúa là một vụ có nhiều năm mà mình chuyên canh nhiều năm là làm hai vụ. Và sau khi ruộng đất là không còn nước ở trên kia về nữa, thành là nhiễm mặn nặng luôn và cuộc sống bỏ bị ảnh hưởng cái đời sống của mình chứ. Nói chung là mình là ở đây là coi như dân mình là dân nông nghiệp. Chuyên canh nông nghiệp mà bây giờ chứ mà ruộng đất mình làm được cái gì thì tất nhiên hẳn ảnh hưởng ở phương nào là về cuộc sống rồi. Người mà chuyên nông thì cũng còn được bao nhiêu diện tích đó thì cũng làm việc thôi. Và hai nữa hàng năm thì làm mà thủy triều lên xuống mặn là có như xà xuống là bị nước mặn vô rồi là làm ảnh hưởng, có như không đảm bảo về năng suất. Hiện nay trên địa bàn xã Lộc Vĩnh có hơn 20 hecta đất nông nghiệp bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn, tập trung ở hai thôn Bình An và Phú Hải. Hàng trăm hộ dân phải bỏ hoang diện tích đất nông nghiệp. Theo người dân, từ khi thi công một số công trình ra cảng Giang Mây, đã làm dòng chảy tự nhiên cửa biển Lạch Giang bị ảnh hưởng, khiến cho tình trạng xâm nhập mặn diễn ra trên địa bàn xã ngày một gia tăng. Vào năm 2013, là do cái mở và mốc cái đập ở dưới cửa Lạch Giang nên là nước mặn là kể từ năm đó đến giờ là nước mặn xâm nhập lên thầu thôn Bình An và giờ hiện tại cũng là thôn trước đây thôn Đông An cũ, giờ chứ nước mặn cũng xâm nhập nên ảnh hưởng rất là nặng về vấn đề phát triển cây trồng vật nuôi, nhất là trồng lúa nước của bà con nông nghiệp. Hầu hết các hộ dân có diện tích đất nông nghiệp mong muốn được các cấp và các ngành có giải pháp hỗ trợ khắc phục tình trạng nhiễm mặn để trồng lúa trở lại nhằm chủ động nguồn lương thực tại chỗ hoặc chuyển đổi sang mục đích đất sử dụng nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, việc chuyển đổi gặp không ít khó khăn. Hiện nay là cái nước thủy triều lên xuống mặn làm ảnh hưởng một số diện tích bị ảnh hưởng mặn, dân không sản xuất được. Do vậy thì coi như có đề nghị kiến nghị xin là trên cấp trên chuyển đổi cho dân chuyển đổi về nuôi trồng thủy sản để là mốc hồ nuôi hải sản và nhiều mô hình khác. Thì qua quá trình nhân dân của Phú Hải thì là mong muốn như vậy. Đặc thù là Lộc Vĩnh nằm trong vùng quy hoạch của khu kinh tế Chiếc Máy Lăng Cô nên cái mục chuyển đổi mục đích sử dụng đất là không thể thực hiện được. Nên từ đó đến nay là cái diện tích này vẫn bị bỏ hoang, cũng gây lãng phí đối với quỹ đất của xã. Còn mong muốn ủy ban tỉnh là có cái cơ chế mở là cho người dân họ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thì đa số những cái vùng nhiễm mặn này chủ yếu là chuyển qua để nuôi trồng thủy sản và phù hợp với cái đất nhiễm mặn này. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, người dân đã nhiều lần có kiến nghị về tình trạng đất nông nghiệp xâm nhập mặn. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có giải pháp. Cũng chính vì thế mà càng vào mùa nắng lại có thêm những thửa đất bị bỏ hoang. Trong khi đó, nhiều gia đình bị mất sinh kế, buộc phải đi làm thuê ở nơi khác.